Xin mến chào tất cả quý vị các bạn, rất vui mừng khi gặp lại quý vị các bạn trong cái video lần này. Hôm nay em test chất âm của cặp loa bát một cặp loa Marantz bát 20 và hai tép giấy. Con này của Marantz, sản xuất bên Malaysia. Nó là đôi này có công suất cao nhất là 350W và trở kháng 8 ohm. Như em có giới thiệu quay ruột gan nó từ video trước, hôm nay em làm video này để em test chất âm của nó và em sẽ bật đoạn nhạc mạng để anh em cùng nghe chất âm của nó nhé. Em mới test qua đoạn nhạc mạng, anh em nghe và đánh giá chất âm để bày tỏ quan điểm. Mọi người hãy comment ở dưới và để mua sản phẩm, mọi người điện thoại trực tiếp cho Huấn Audio theo số điện thoại 0904612323. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền tổ quốc đã luôn luôn theo dõi video của Huấn Audio. Mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất về những chiếc loa bãi của nhà mình. Xin chào tất cả mọi người.